nàng mèo nũng nịu và ông bố thương con nhất hệ mặt trời. Xem xong những chiếc clip này là đủ hiểu ai mới thật sự là con gái rượu của bố. Mỗi ngày em mướp đều nằm ở nhà đợi bố đi đánh bóng về để lấy cơm cho em ăn. Lần nào về bố cũng sẽ gọi tên ẻm từ xa, sau đó sẽ thấy một nàng mèo béo hớt hải chạy ra chỗ bố. Mướp ngoan lắm, bảo thơm bố một cái, rồi bố lấy đồ ăn cho là thơm liền. Bảo sao lại là con gái cưng của bố. Mướp ơi, mướp à, mướp ơi, ừ, chào bố ạ. Bố đi đâu về cũng phải ra hỏi han thị mướp đầu tiên, tại bố chỉ sợ con gái bố đói thôi. Có hôm nào đi ăn cỗ là lúc bố về, em mướp đều sẽ có quà. Bố vừa về gọi ra nhận quà là nó nhảy chân sáo ra liền. Sướng nhất em mướp rồi. Bố cho tận 5 con tôm tha hồ đánh chén luôn. Sợ con gái không tin có đủ 5 con tôm nên bố phải mở ra đếm lại trước mặt mướp. Ông bố này chiều con ghê luôn. Mướp ơi, con có này. Đây là bố nào? Ôi dồi ôi, quá này. Qua cho con này, con gái triệu của bố này, trên này đấy thiếu 5 tôm nhá. Này mà, tí em thấy con nào, 5 tôm nhá con nhá. Đây, ra đây bố sao nào. Đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, ôi trời ơi. Là con gái rượu của bố nên em còn có hẳn ngày sinh nhật riêng luôn. Sinh nhật mướp tròn 8 tuổi được bố mẹ chuẩn bị rất đầy đủ. Có cả bánh kem in hình mướp, rồi là hai bó hoa bên cạnh và không thể thiếu một đĩa tôm hấp siêu to. Biết mướp thích ăn tôm nên bố đặc biệt chuẩn bị cho em. Sướng nhất con gái rượu luôn rồi. Mướp được mặc áo đẹp rồi ngồi trong chiếc chậu màu xanh. Nàng ta biết đây là ngày của mình nên oai dữ lắm, ngồi ngoan ngoãn như chủ tiệc luôn. Em thị mướp cũng giỏi nịnh bố lắm. Bố bảo bố mở cửa cầu thang cho đi chơi, nhưng vừa đi là phải vừa đứng lại thơm bố. Mướp đồng ý liền luôn. Hai bố con cứ bước được một bậc là lại thơm nhau một cái. Trông mùi mẫn tới nỗi nhìn lại tưởng con gái ruột không đó. Chơi không? Bố mở cửa thang đi chơi nhá. Ê, nhưng mà đi là phải đứng lại thơm bố nhá không? Đây, bớt, đến đây. Đứng lại thơm bố, đứng lại, đi không? Bố cũng hay tranh thủ kiếm cớ để được thơm con gái. Lúc nào cũng ra điều kiện đổi lấy việc mở cửa bằng mấy cái thơm. Đựng cái bà mướp bảo khoái đi chơi nên bố bảo gì là nghe theo răm rắp vậy đó. Thì thoảng mỗi tối bố đều sẽ trò chuyện với mướp trước khi ngủ. Có hôm mới 8 giờ đã thấy con gái rượu buồn ngủ nên bố phải hỏi thăm luôn, sợ nhỡ con gái bị mệt. Bố trò chuyện với em cũng nhẹ nhàng nên mướp đáp lại cũng lễ phép lắm. Tuy buồn ngủ hai mắt sắp dính lại với nhau rồi nhưng vẫn trả lời bố dạ vâng rất đầy đủ. Sau cùng sự thương bố không thắng nổi cơn buồn ngủ nên để mặc cho bố hỏi han vuốt ve thì mướp nhà ta lăn ra ngủ ngon lành luôn rồi. Ngủ trước à? Ôi, chết rồi, mới có 8 giờ đây này mà đã đi ngủ rồi. Mai dậy sớm mày khua à? Hả? Không biết sớm mày à? Những ngày rảnh rỗi là hai bố con nhà mướp sẽ quấn quýt thế này đây. Mướp thì nằm ngoan ngoãn trên đùi bố để bố vuốt ve. Bố cứ làm việc của bố, em thì nằm im trên lòng bố là đủ. Ngày thường của hai bố con trôi qua bình yên vậy thôi. Nằm vào lòng bố thoải mái quá mà mướp liêm diêm ngủ luôn rồi. Thì thoảng thì mướp còn được bố ôm vỗ về thế này nè. Bố chăm em tốt quá nên nhìn mập mạp thấy cưng ghê vậy đó. Nhiều người thắc mắc sao em mèo được chiều tới vậy. Bố mẹ chỉ trả lời đơn giản vì em xứng đáng được yêu thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.